quý khách hàng đang theo dõi New 288, không phải, quý khách hàng đang theo dõi NBC 288 đang kéo cuồng dây 15 tiếng và hàng đã về rực rỡ lòng em trong buổi tối ngày 13 tháng 5 này. Mọi người nhấn đăng ký kênh, bên trong mình sẽ review rất là kỹ về cái huyền thoại này hả các bạn. Đức hàng nay 4-5 tháng trời rồi. Nó dây đã ra rồi nè các bạn, thấy không? Kéo rất khỏe khoắn. Quý khách hàng đang coi NBC 288, một cái huyền thoại mà hụt hàng 4 tháng mới về với thằng. Nãy mình mới vừa khoe đó, đang bấm dây đó, bây giờ nó đang hàng nè. Mọi người nhớ đăng ký kênh nè, review ở bên trong là sẽ có giá có cả luôn nha quý hàng nha. Quý hàng đang theo dõi NBC 288, một huyền thoại Đức hàng nay lâu lắm rồi. Và mọi người nghe cái tiếng y chang mình điều khiển bằng một con robot không? Rất rực rỡ lòng em luôn quý hàng, thấy không? Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sự ổn định của Hồ Quang hay không, nó nằm chỗ đó đó các bạn coi. Quá tuyệt vời. Quý khách hàng đang theo dõi NBC 288, một cái dòng máy huyền thoại đã đứt hàng nay 5-6 tháng, 4 tháng gì mới về trở lại, giá 6.500.000. Mọi người đăng ký kênh để coi bên trong mình review rất là chi tiết, và mình còn có giảm giá chút chút cho quý khách hàng nữa. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Quá đẹp cho một cuộc tình, quý khách hàng thấy không? Hàng nhôm quá đẹp cho một cuộc tình, quý khách hàng thấy đó, mình làm rất là kỹ lưỡng với giá có 6.500.000 mà nó thực hiện là sắt cũng đã quá ghiền rồi đúng không? Bây giờ nhôm nó cũng làm được nữa nè, hàng y như mít sung luôn. Quá đẹp. Cho nên mọi người tranh thủ để mình tận dụng để mình có được dòng máy rất là xịn hò này. Nghe quý khách hàng cắt lắp mà. Mọi người thấy không, mình mua một con máy cắt lách ma mà 50A không, bây giờ giá cũng đã 4.8 triệu rồi. Nhưng mà bây giờ nguyên cái máy này có mít rồi có lách ma luôn mà giá chỉ có 6.500.000, mà còn được bớt 300 nếu mà không lấy cái nón nữa, thì còn cái gì bằng nữa hết rồi ha. Đây là đường 12 ly cắt rất là ngọt miên man, không còn gì để nói nữa hết. Và chào mừng quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 5 năm 2024. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối thật đẹp và thật an bình. Thì mình rất là vui mừng thông báo với thằng là gì, dòng máy huyền thoại NBC 288 mà mình về hồi cách đây nhiêu ta, hồi trước Tết rồi ha, là bán rất là chạy và khách hàng trông đợi rất là lâu. Và mình phải là lấy luôn cả một cái phiên bản mà New 288L. Cái phiên bản nó xuất khẩu qua thị trường châu Âu nó mắc dữ lắm. Đó, quý anh hàng nhớ cái phiên bản New 288L là về phải bán tới 7.5 triệu, trong khi đó dòng máy này là về lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đây là mình bán lúc đó có 6.500.000, thì là đón nhận rất là nhiều, quý khách hàng đón nhận rất nhiều. Đó là với một cái thiết kế rất là thông minh, nên quý khách hàng nhìn là gọn nhỏ đẹp, là nó có những cái tính năng mà hầu như tất cả cái xưởng cơ khí nhỏ và vừa cũng nên đầu tư. Ví dụ bên mảng trang trí nội thất nè, bên bàn ghế nè, bên inox mỏng nè, rồi tất cả bên mảng trang trí nội thất nên đầu tư con máy này. Lý do vậy nữa là nó có những cái tính năng rất là hay. Nó chức năng cắt lách ma xịn hào 50A, rồi chức năng hàng que đó. Điện áp không tải bắt đầu tăng lên, đang đo nè, 52V3, rất là khỏe. Rồi nhấn nhẹ nhàng qua đây là chức năng hàng liptic. Nhấn nhẹ nhàng qua đây là chức năng hàng có khí CO2 bảo vệ. Nhấn nhẹ nhàng qua đây là để hàng nhôm. Nhấn nhẹ nhàng qua đây là để hàng không dùng khí 8 diêm. Nhấn nhẹ nhàng qua đây là để hàng không dùng khí 1 ly. Rất là rực rỡ lòng em. Thì hôm nay mình đặt hàng cũng lâu lắm, quý khách hàng nhớ là thấy như vậy thôi. Nhưng những dòng máy mà mình kinh doanh trên kênh YouTube Máy Hàng Em Quyền, quý khách hàng có một cái vậy, mình không có bán những cái hàng mà bên Trung Quốc nó khủng hoảng thừa đó. Quý khách hàng hình dung không? Là mình không có kinh doanh kiểu đó. Đây là dòng máy của hãng Tenja Thái Lan, cho nên mình đặt hàng nó rất là lâu. Những dòng máy là bán chạy, chứ không phải là những dòng máy tồn kho giống như hiện giờ thị trường là hàng thanh lý, hàng tồn kho, là Trung Quốc nó khủng hoảng sau đại dịch Covid đó, nó xả đầy ra đó, là những cái dòng máy không có chất lượng và cũng như nó ứ động đó. Kênh Máy Hàng Quyền được cái là chọn lựa những dòng máy đời mới, đời cao bây giờ đó. Thì đặt hàng nó mất thời gian dữ lắm,
vừa rồi là nó hết hàng xong cái mình đặt là nhà máy nó làm không kịp, buộc lòng phải về cái dòng New 288L mà xuất khẩu qua bảng của châu Âu nó mắc, nó tới 7 triệu rưỡi lận. Thì hôm nay cái dòng này là dòng 6 triệu 500 ngàn đã quay trở lại. Đó là những cái tính năng rất là cơ bản của nó với thiết kế rất là đẹp, sử dụng cuộn dây 5kg miên man. Đây là thiết kế. Bây giờ motor này nó cải tiến qua là theo kiểu châu Âu, tức là nó ở bên trong vẫn là con motor rất là lớn ở bên trong, nhưng mà cái má của nó là má bằng nhựa để nó cách điện. Nhiều người không có hiểu, bản thân của nó là nó đưa cái trục này ra là trục bằng thép, và nó vẫn là một con motor lớn chứ không phải là con motor của mít 1kg như thế này. Cái motor nó vẫn là motor 775, motor lớn. Và nó xài cái má này là một cái dòng má mà gọi là nó an toàn về điện á, tức là một số nước châu Âu nó không có muốn gắn cái má bằng hợp kim nhôm. Thì cái con motor này vẫn là con motor lớn, và đây là cái gá, là gá 5kg. Đó, máy thì có những cái tính năng mình vừa lướt qua rồi. Thì trong video này mình đang gắn cái cuộn dây này là cuộn dây 15kg, mình mượn con rùa này. Mình sẽ chuẩn bị kéo cuộn dây có dùng khí 15kg liền. Và trước khi vô test dòng máy này thì mình sẽ báo giá cho quý khách hàng lại một lần nữa, nó sẽ bao gồm những cái phụ tùng gì, và sau đó chúng ta sẽ vô test liền. Với cái giá 6 triệu 500 ngàn thì quý khách hàng sẽ được những cái phụ kiện như thế nào, thì chúng ta cùng nhau mình sẽ đem ra ngay giữa cái không gian này để mọi người coi cho nó thấy rõ ràng. Khách hàng, hôm nay mình review rất là kỹ lưỡng về một dòng máy này một lần nữa nha quý khách hàng nha. Thì giá 6 triệu 500 ngàn sẽ bao gồm là một cái mỏ BT31 dài 4m. Đó. Nên mình cũng khui ra cho mọi người thấy cái mỏ của nó. Chức năng đầu tiên là chức năng cắt lát ma. Nằm đây, nó nè. Đây là BT31. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cây súng là 15AK. 3m miên man. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ có là kiềm hàng que với kẹp mát. 3m kìm hàng, 3m kẹp mát. Cáp 16 ly vuông bằng đồng. Xịn hào như thế này. Quý khách hàng nhìn nè ha. Đây là một tính năng hàng que, tính năng cắt lát ma, tính năng hàng mít. Nó đầy đủ của nó. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề là để mình cắt được lát ma thì chúng ta sẽ có được một cái đồng hồ điều áp nè. Rồi. Đối với cắt lát ma thì chúng ta phải có một cái ống dẫn khí, và kênh máy hàng em Quyền cũng làm sẵn cho quý khách hàng để mình kết nối đây. Đây. Đây là cái đầu bên này để cắm vô cái đường khí, máy nén khí của nhà quý khách hàng, đó là cho theo cọng dây này. Đây là cho bộ lát ma. Còn bên phần mít thì chúng ta sẽ có như thế này đây. Chưa hết nha, lát ma để nói luôn cho nó xong một lần. Có 10 bộ vét cắt lát ma BT31, 5 cái sứ lớn, 5 cái sứ nhỏ. Bên phần hàng mít thì ngoài cái súng 15AK này chúng ta sẽ có được là 5 cái bét hàng, 2 cái chụp khí, 1 đôi bao tay da, 1 hũ sáp và 1 cái ống dẫn khí CO2. Chưa hết, 1 cái đồng hồ CO2 xịn hào này. Tại vì thường trong ngành mà làm về mảng công nghiệp mà nhẹ đó, làm trang trí nội thất á, quý khách hàng nên xài có dùng khí thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Lý do là dây có dùng khí nó rẻ hơn tới 7-80. Tức là ví dụ một cuộn dây hàng không dùng khí mà 2,5 kg thì nó sẽ bằng giá trị giữa cuộn dây 5kg này. Đó. Thì bên phần hàng mít thì quý khách hàng sẽ, ngoài cái phần mình vừa nói là có cây súng 15AK, 5 cái bét hàng, 3 cái chụp khí, 1 hũ sáp, 1 đôi bao tay da hàng, 1 cái đồng hồ CO2. Đây. Thì quý khách hàng cũng được chọn lựa. Một là lấy cuộn dây 2,5 kg không dùng khí. Hai, hoặc là lấy cuộn dây 5kg có dùng khí. Đây là chọn lựa một trong hai cái món này. Chứ không phải là chọn hết là mình phá sản ở bên này ha. Chọn một trong hai cái này. Rồi, một cái ống dẫn khí CO2 nãy mình cũng nói rồi. Đây là phần bên máy hàng mít. Đó, quá rực rỡ lòng em. Rồi, bên cạnh đó mình sẽ tặng cho quý khách hàng một cái nón hàng rất là xịn hào của hãng Tenja này luôn. Nón là có chỉnh và nón lớn. Chỉnh từ số 9 đến số 13. 9 nè. Rồi, lớn lên 13. Rồi, nếu mà mọi người cảm thấy rằng là mình có nón rồi, không cần thiết nữa, không thích đội nó ngợp đúng không? Thì hôm nay mình làm cái chương trình này cũng rất là hay. Là mọi người không thích lấy giá 6 triệu rưỡi thì trả cái nón này lại cho mình đi ha. Mình trừ ra đại 300 ngàn luôn. Rồi xong, sau đó mình đã thu lợi quý khách hàng 300 ngàn cái nón này rồi. Có nghĩa là hồi nãy mình vừa nói vừa xong là đầy đủ phụ kiện nè. Quý khách hàng nhìn thấy không? Đầy đủ hết. Kiềm hàng que là súng BT31,
súng hàng mít đầy đủ hết như trên cái màn hình này. Nó chiếu từ trên xuống là phải làng thấy rõ đủ đồ hết ha. Thì mình là giá 6,5 triệu nó y vậy đó. Mà không lấy cái nón này, có nhiều người có rồi đúng không? Thì mình vẫn sẽ trừ ra 300 ngàn. Nhưng mà mình phải tặng cho cái thằng một cái kiếng nữa. Như vậy giá lần này chỉ còn có 6,2 triệu, chúng ta sẽ có một cái kiếng hàng điện tử. Còn quý khách hàng thích là có một cái nón hàng xịn hào như thế này luôn thì là 6,500 ngàn. Rồi muốn rẻ hơn thì trả lại cái nón này cho mình thâu lại. Nó quà của mình cho tới đâu là mình tính ra tiền tới đó. Ví dụ quý khách hàng không thích đồng hồ mình sẽ trừ tiền, không thích hũ sáp mình trừ tiền, không thích bao tay da mình trừ ra. Chứ không phải giống một số kênh YouTube mà quăng lựu đạn, bán vũ khí nó lên, nó nổ, nó cho quà tờ lươi. Mà những cái món quà đó kêu lại, nó thâu lại, ông nội nó cũng không dám thâu nữa. Thôi nè, tại vì nó tố giá lên mà, quýnh bài tố. Còn mình là cho cái gì nó có giá trị để mình sử dụng, cho nên mình sẽ thâu lại hết. Thì hôm nay mở chương trình là hàng mới về nè, quá rực rỡ lòng em với thằng, thấy không? Lô máy này mới về, quá đẹp. Cho nên mình chào mừng nó. Mình vừa mới vừa lãnh ra hồi... hồi từng rồi đó với thằng, hồi thứ năm thứ sáu gì từng rồi đó, thì hôm nay lật đặt tranh thủ tung ra liền. Với thằng đấy là cái dòng new 288L giá 7,5 triệu, thì mình cũng còn có 5 máy và mình cũng đã bán sale hết sạch rồi. Thì bây giờ sẽ tung dòng máy này ra rất là kịp thời. Sau khi mình bán hết new 288L 7,5 triệu thì giờ mình đã quay trở lại dòng máy này, nó rẻ hơn chút xíu, lý do là nó thiết kế phù hợp ở Đông Nam Á mình hơn. Còn new 288 nó là của dạng ở châu Âu, nó mắc tiền. Thì 6,5 triệu trừ cái nón này ra 300 đi, còn là 6,2 triệu. Nhưng mà mình sẽ tặng cho khách hàng một cái kiếng hàng điện tử để cho mọi người có cái để mà mình bảo vệ đôi mắt của mình nữa. Rồi bây giờ là đã báo giá xong xuôi và hàng quá cũng đã review rồi, mọi người thấy rất kỹ ha. Bây giờ mình sẽ lấy ra một cái nữa, mình sẽ cho mọi người coi sự tuyệt vời của nó đó. Mình đã lắp dây lắp gỗ xong hết rồi. Ở sau đít cái máy nó xịn hào lắm, nó sẽ có hai đường vô rất là rõ ràng. Một đường này cho khí CO2 vô, còn đường này là cho máy nén khí vô để mình cắt lách ma. Nó ghi chữ gây kết nè. Chỗ này là cái quạt to và đây là cái ổ cắm điện cho đồng hồ CO2 có sưởi nè. Chỗ này để bắt hai cái điều áp vô đây. Ngay chỗ này là để chúng ta bắt cái điều áp vô cho phần lách ma nha quý thằng nha. Đó, điều áp mình sẽ bắt vô đây. Nó rất là gọn, thì dây của thằng lách ma sẽ cắm vô đây. Và máy nén khí bên ngoài nó sẽ đi từ đây vô nè. Đó, đây là cái... mình làm cho cái sơ đồ để quý khách hàng hình dung. Rồi ai muốn xài có dùng khí CO2 bảo vệ ha, thì mình sẽ cấp cái đường khí CO2 vô đây. Đây nè, ý của nó là vậy đó. Đó, đường khí CO2 nó sẽ vô đây. Đây, ví dụ đây đồng hồ CO2 nằm đây đi ha. Đây, thì mình sẽ cấp đường đồng hồ cấp vô đây. Còn đây là ví dụ mình cấp cái đồng hồ điều áp vô đây, thì đây là sẽ là kết nối với đồng hồ, với máy nén khí từ bên ngoài. Đó, đây là cái đường khí vô rất là riêng biệt như vậy. Máy có thiết kế gọn nhẹ, đẹp. Và ở Việt Nam thì chỉ có một kênh YouTube máy hàng em quyền nhập về, và mình có phân phối cho một kênh nữa trên quận 12. Nói rằng ha, thì giá là 6,500 ngàn, chứa được cuộn dây 5kg. Nhưng mà trong video ngày hôm nay mình sẽ test trên cuộn dây 15kg miên man. Đây là mình khẳng định là con motor lớn, nhưng mà do nó làm theo cái yêu cầu của châu Âu là nó không có gắn cái đế hợp kim thôi, chứ còn sức mạnh của nó thì dư sức để kéo cuộn dây là 5kg. Chính vì thế mình kéo, mình sẽ hàng cuộn dây 15kg cho mọi người coi ngay bây giờ đó. Rồi thiết kế mặt tiền thì mình cũng đã review rồi, thì bây giờ mình sẽ vô tiến hành mình test liền cái chức năng cắt lách ma cho quý khách hàng coi nha. Đó, máy số 1 tính từ bên trái, từ bên phải màn hình quý khách hàng nhìn qua đó, thì mình đang kết nối nè. Nãy mình mới vừa nói xong nè, đây là đường khí của máy nén khí cấp vô và nó sẽ đi vô máy rõ ràng, rất là rực rỡ lòng em. Đây là máy nén khí của công ty cấp vô, và bây giờ mình sẽ đi cắm điện vô và mình sẽ test liền chức năng cắt lách ma cho quý khách hàng coi. Cắm điện vô, mở nguồn lên. Và súng cắt lách ma thì chúng ta sẽ này, mọi người sẽ coi rất là kỹ trên con máy này đi. Bên bộ phận bên này là chúng ta sẽ để gắn súng lách ma thôi. Súng lách ma, dây điều khiển lách ma. Súng lách ma mình đã gắn rồi nè. Dây điều khiển lách ma mình đã gắn rồi nè ha. Rồi bây giờ bên đây là kẹp mát của lách ma. Toàn bộ một cái máy lách ma nó nằm bên này. Rồi nguyên bên này là kết nối của một con máy mít, rất là gọn nhẹ, và chức năng hồi nãy mình cũng đã lướt qua rồi. Nó 50A, rất là rực rỡ lòng em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn một cọng kẹp mát vô và để mình sẽ cắt lách ma liền. Lấy một cọng kẹp mát xịn hào ra, mình sẽ gắn vô và mình cắt lách ma liền cho tất cả quý thằng coi nha. Rồi kẹp mát thì mình sẽ gắn vào bên phần của lách ma, mới vừa nói xong rồi đó. Đây gắn vô nè,
gần như là có hai cái máy hàng trong này với đây, một cái lách ma và một cái máy hàng mít bên này. Đó, rất là xịn hào. Rồi bây giờ chúng ta nhẹ nhàng tình cảm dặn lên 250 ampe và mình đi tiến hành cắt lách ma liền cho tất cả mọi người coi. Rồi, quá rực rỡ lòng em rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cạp mát đang nằm đây. Các bạn thấy ha. Rồi. Rồi súng đang nằm đây. Đang còn nằm trong bao bì luôn. Và mình sẽ lấy ra mình quất một miếng sắt dày 12 ly cho mọi người coi, cho nó được rỡ lòng em. Đây, đẩy cái miếng này dày 12 ly cho quý khách hàng coi liền. Không có nói dài dòng dòng dài được. Đưa vô đây. Đó. Đây là miếng sắt dày 12 ly và mọi người coi rất kỹ đường ha. Bây giờ tiến hành tháo garanti ra và mình sẽ đi cắt lách ma liền cho tất cả quý khách hàng coi trên cây súng BT-31 dài 4m miên man như thế này. Rồi, mọi người sẽ chú ý coi mình cắt lách ma. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Không có gì khó khăn nha quý khách hàng. Cắt lách ma nó sẽ nhanh hơn gió đá rất là nhiều. Và mình sẽ tiến hành cắt một đường cắt dài khoảng tầm 1 tấc 8. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Vô! Đây là miếng sắt dày 12 ly. Giá nó 6.500.000 thôi. Nghĩa là không lấy nón rồi à, từ ra 300 là còn có 6.200.000. Rồi mình tặng cho một cái chuyến hàng bù lại nữa. Thì vậy là nó quá rẻ rồi, quá tốt rồi. Cái này mình nên tận dụng những cái lúc này. Mình làm một cái kênh YouTube mà mình hạn chế rất là nhiều chi phí marketing. Nó vì thế là giá thành tất cả các thứ mình bán nó rất là rẻ. Cho nên mọi người tranh thủ để mình tận dụng để mình có được dòng máy rất là xịn hò này. Nhớ thằng nha, cắt lách ma. Mọi người thấy không, mình mua một con máy cắt lách ma mà 50 ampe không, bây giờ giá cũng đã 4.8 triệu rồi. Nhưng mà bây giờ nguyên cái máy này có mít rồi có lách ma luôn mà giá chỉ có 6.500.000 mà còn được bớt 300 nếu mà không lấy cái nón nữa. Thì còn cái gì bằng nữa hứa rằng ha. Đây là đường 12 ly cắt rất là ngọt miên man, không còn gì để nói nữa hết. Rồi, 12 ly thì cắt được thì cũng phải cắt luôn những cái đường nhỏ nhỏ để cho chúng ta cùng nhau mổ xẻ ra coi coi ứng dụng nó có ổn hay không, trong nhà xưởng nó ổn hay không. Nó tay mình thì đã luyện xuất xa trưởng rồi cho nên là mình cắt ra xong cái mình cầm lên nè. Lách ma nó dễ chịu cho đó nè. Gõ nhẹ nhàng nó ra nè các thằng coi nè. 12 ly thẳng băng bắt. Mọi người coi rất là rực rỡ lòng em đúng không? Xong. Bây giờ mình xuống cắt tiếp mấy cái này để hồi mình hàng. Đường 12 ly cắt ra rồi. Để đây. Rồi, xẻ mấy cái tấm tôn xét dơ này ra để chúng ta cùng nhau test cho nó sự hoạt động rực rỡ lòng em của nó như thế nào. Hả thằng, mình sẽ cắt băng qua mấy cái đường này. Vô, mời tất cả mọi người theo dõi. Bây giờ mình sẽ cắt cái đường này băng ra nè. Vô. Quá ngon lành quý khách hàng thấy không? Quá rực rỡ lòng em, đường cắt thẳng băng bắt. Rồi bây giờ mình cắt tiếp vài đường nữa cho quý khách hàng coi. Cắt tiếp vài đường ra để hồi mình hàng mít cho mọi người coi nha. Làm một đường nữa, mời tất cả mọi người theo dõi. Vô! Cái này nó băng qua cái sỉ chứ không có gì hết. Mình cứ gõ sỉ này ra. Mình làm lại đường này. Nó băng qua cái sỉ thì nó sẽ cái phần này nó thiếu mát. Rồi mình sẽ cắt lại một đường nữa cho mọi người coi nè. Vô! Rồi, hai miếng cắt đây ra để mà mình hàng mít có dùng khí không dùng khí lộn xộn cho quý khách hàng coi. Tiếp tục
để mình cắt một đường nữa cho mọi người coi nha. Để mình đẩy một đường hàng mít cho nó đã. Đường thiệt là dài. Mời mọi người coi nha. Vô! Rồi, cắt quá nhiều rồi. Bây giờ chơi qua một cái miếng hàng cắt nhôm nữa để họ mình thử test nhôm cho quý khách hàng coi luôn. Đây, nhôm này. Quất luôn, kẹp mát này vô. Rồi, họ mình sẽ hàng nhôm cho quý khách hàng coi. Ha, đưa miếng nhôm vào đây, cắt ra miếng nhôm này ra làm đôi nha. Vô! Quá rực rỡ lòng em rồi, chưa hết. Đây là những cái gì mình cắt từ lưu âm binh ha. Rồi quất luôn cái cây sắt xét xét này. Đây mình có cây cây này, cây đố của cửa nè. Đố cửa sổ của không biết đâu mình có nữa, mình sửa mình đánh kẹp mát cho em nó vô ha. Quất một phát ăn ngay cho tất cả mọi người coi. Rồi cắt cái cây này ra làm đôi đi nha. Đâu rồi cái súng của tôi rồi, đây. Quất cái cây này luôn nha quý hàng nha. Đẩy mấy này ra chút cho nó nguội để thôi mình lượm lên mình dễ hàng đây. Cứ xỉa xỉa vô đây, hồi nó nóng thấy bà cầm sao nổi. Đó. Rồi, quất cái cây này ra làm đôi nha. Đó, nhiều người cứ nói là phải có pilot mới cắt được, sắt dính nước sơn là không đúng đâu. Đây, nước sơn này ha, miên man. Rồi, đè, quất cái cây V5 này ra. Vô! Đó, quý thằng thấy đã không? Cắt V5 luôn nè. Cắt vô nước sơn luôn nè, thấy không? Đang cắt vô nước sơn nè. Đó, đây. Đây mình đang cắt vô phần nước sơn miên man nè, quý thằng thấy không? Rồi, cắt thêm chẻ đôi này ra nha, mình sẽ chẻ đôi này ra để hồi mình có mấy cây la mình cắt. Vô! Đây là nó đang có cây la chỗ này nè, quý thằng thấy không? Nó đứt trên chỗ cái la nè, vô. Đây là mình đang cắt vô đồ xét rồi các bạn thấy không? Không phải nhất thiết phải có pilot mới cắt được đâu quý khách hàng, chỉ cần làm sao nó tiếp mát tốt là mình sẽ cắt được mấy cái này. Rồi bây giờ mình sẽ xả này ra để làm mấy cây. Đây mọi người thấy kỹ ra đường sắt xét xẹt này không? Cắt tiếp cho mọi người coi rồi. Vô! Đó, tiếp tục cắt ra nè. Đó. Xét sót gì cắt được hết rồi. Cắt tiếp cho mọi người coi một đường nữa để thấy được rõ lòng em. Vô! Đó, rồi qua đây cắt tiếp nè. Đây là chức năng lát ma xịn hào của em đó, các bạn thấy không? Cắt râm 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 chứ đâu có vấn đề gì đâu. Nó cắt đủ thứ các kiểu trên cuộc đời này. Rồi, xong rồi đó, bây giờ mình sẽ vô tiếp tục quất qua chức năng hàng mít có dùng khí bằng cuộn dây 15 kg miên man đằng kia. Và bây giờ mọi người sẽ coi là mình sẽ cắm điện vô nha. Cái hàng đó mình mượn cái ổ điện mình qua bên kia mình cắm điện vô và mình sẽ tiến hành hàng liền cho tất cả quý hàng coi. Đây. Đây là ổ điện của nó. Mình sẽ gá này. Và mình sẽ rút cái điện nguồn em nó ra. Và mọi người đang thấy có một cái ống dẫn khí này mình đang cho từ đồng hồ CO2 nó đang đi xuống đó quý thằng. Đó, mình đang hồi nãy đầu video mình cũng có review đó, một đường bên cho khí lách ma và một đường cho máy mít rồi mở nguồn em nó lên rồi. Dây thì mình đang sẽ kéo cuộn dây là 15 kg miên man ER70S6 cho tất cả quý thằng coi. Gài này vô dặn nhẹ nhàng tình cảm xuống. Và mình sẽ kéo cho cuộn dây 15 kg này ra. Và chúng ta cùng nhau coi.
rồi nó chạy rực rực rỡ lòng em không ha. Mình sẽ di chuyển qua chức năng hàng mic và mình sẽ cho dây nó chạy miên man ra. Mời mọi người theo dõi. Vô. Đang chạy rất khỏe. Đó. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ vô tiến hành hàng mic có dùng khí. Và mọi người chú ý lên đây. Mình sẽ mở khí và mình test. Mở nhẹ nhàng này ra. Mở đầu van đầu chai. Mở đầu này và mình test khí. Mở mở khí. Tới tầm này là được. Đó, mình hàng đồ mỏng mỏng để tầm này được rồi. Ra. Nó cỡ 5 lít trên 1 phút. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi hàng liền cho tất cả quý khách hàng coi. Mọi người chú ý này ha. Mình để vô xuống trạng thái nhỏ nhất của nó. Máy này là điều khiển thông minh một núm. Và mọi người biết là một con máy mic mạnh hay yếu là mọi người nhìn cái chỗ này giùm mình nha. Coi cái điện áp tối đa của em nó bao nhiêu nha. Mình nếu mình cộng vô 5. Còn đây là mình đang để ở cái bảng lập trình chuẩn của nó. Ví dụ mình sẽ cộng 5. Khi mình dặn nè, mình dặn ampere thì điện áp nó chạy theo. Xe lên. Mọi người coi nè, điều khiển nó rất là dễ. Mình chỉ cần xe lên là mình hàng thôi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi khi mà mình cộng hết 5V nè, đây là cộng 5 nè. Coi nó lên bao nhiêu volt thì quý khách hàng sẽ biết con máy nó mạnh hay nó yếu. Quất rất là mạnh. Đó. Nhưng mà mọi người nên để ở trạng thái không không giùm mình nha. Mình để cho quý khách hàng thấy biết rằng là ở 26.5 là biết cái lực mạnh của máy thôi. Rồi, bây giờ mình maximum nó là 288 23.3 thì bây giờ mình share trả về nhỏ nhất mọi người coi nha. Tranh thủ đây là chỉnh encoder. Quý khách hàng cứ chỉnh bao nhiêu ampere thì cái điện áp nó sẽ tự chạy theo. Mình đưa nó về nhỏ nhất là 15.3 và mọi người sẽ chú ý mình hàng nháp lên cái miếng sắt này. Đây. Bây giờ tay phải mình hàng và tay trái mình share, mọi người sẽ thấy khi mà nghe tiếng nó ngọt rồi thì mình sẽ vô mình hàng cái miếng sắt nãy mình mới cắt ra đó, nó rớt cái đùng ra nãy đó. Mình sẽ lụm cái miếng sắt mình cắt hình bầu 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 đó. Mình sẽ nối trở lại một cái đường cho mọi người coi. Bây giờ mình share lên mặt thẳng này để mình coi ổn chưa nha. Share nè. Share nó ra. Nó có thằng thấy dễ dàng không? Share lên nè. Thấy không? Share nè. Đó, mình cứ share thôi. Rồi mình nhìn lại mình coi nó đạt độ ngấu chưa? Rồi. Mình nhìn rồi, nó quá đạt rồi. Bây giờ mình sẽ lụm miếng sắt lên mình hàng liền cho tất cả mọi người coi một đường rất là miên man. Tay mình lả liện thiết xa trưởng nhưng mà nó cũng còn nóng bà cố luôn. Cầm lên cái hơi nóng ha. Rồi bây giờ mình sẽ ghép này vô cho mọi người coi liền. Rất là rực rỡ lòng em. Đây. Vô nè, mình sẽ bon cho tất cả quý khách hàng coi nè ha. Bon một phát này nha, bon một phát ăn ngay nè. Bon. Nè, bon nè. Đó, rất là dễ hàng. Đây là đường mình vừa ghép vô. Và mình sẽ tiến hành hàng một đường thẳng miên man này cho tất cả quý khách hàng coi. Trên cái cuộn dây 15kg để mình ngồi cái tư thế nào để cho đứa em nó quay mà mọi người thấy rõ ràng luôn. Đây, mình sẽ hàng từ bên trái qua bên phải trên cái miếng sắt dày 6 ly này. Mời tất cả mọi người theo dõi nha. Vô. Đó, đang kéo cuộn dây 15kg miên man đó các hàng thấy không? Chứ không phải là mình làm tào lao khí đế đâu nha. Cái hàng nghe cái tiếng thấy ghiền không? Chứ là mình ghiền lắm rồi đó. Đó. Mọi người coi đường hàng của nó rất là rực rỡ lòng em. Không có gian dối mập mờ gì ở đây hết. Rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình nãy mình có cắt miếng đây nữa, đường miếng đường thẳng đúng không ra, mình sẽ ghép luôn đường thẳng này luôn cho tất cả quý khách hàng coi sự tuyệt vời của những cái đường hàng từ trên con 288 mà nó sẽ hàng là có dùng khí. Thực ra cái có dùng khí hàng tốc độ nó nhanh hơn hàng không dùng khí nhiều nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ để nhẹ nhàng tình cảm chỗ này. Bon, mọi người coi nè. Bon, tiếp tục bon. Rất là rực rỡ lòng em. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hàng nguyên cái đoạn này cho tất cả quý khách hàng coi. Trụm đang kéo trên cuộn dây 15kg miên man. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Vô. Cái hàng thấy nó đường hàng đã là quá quá ngon quá nè. NBC 288. Cái hàng nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mới vừa về đang hụt hàng 4 5 tháng rồi. Nghe cái tiếng giòn tan quý hàng, nghe cái tiếng nó giòn tan không?
đáng đồng tiền bát gạo không quý quý khách hàng? Quá đáng đồng tiền bát gạo đối với một dòng máy xịn hào như thế này, quá đáng luôn á, mình nói thiệt lý với khách hàng đó. Rồi hồi nãy mình có cắt hai cái cây V nhớ không, tách ra đó, bây giờ mình sẽ hàng một cái góc cho mọi người coi nha. Đang xét xét nè, chơi luôn, mình sẽ ghép cái góc này cho tất cả mọi người coi trong cái nước sơn này. Đúng ra phải tẩy nước sơn rồi mới hàng được, nhưng mà mình chơi thử coi nha quý khách hàng nha, chơi thử coi. Đây quất cái góc này, mời mọi người theo dõi nha, mình bon nha, mời tất cả quý khách hàng theo dõi đó, thấy không, nó đang bị dính nước sơn mà mình kẹp mát ở trên kia chứ mình không kẹp vô nó, bon nè, nhưng mà vẫn bắt mát rất tốt con máy xịn hào quý khách hàng, thấy không, tiếp tục bon nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng cái góc này cho mọi người coi ở trạng thái có dùng khí nữa nha, rất là rực rỡ lòng em luôn. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi một mình hàng một đường nữa nè, vô mình sẽ hàng cái đường này, mình sẽ giảm lửa nhỏ chút xíu, tại miếng này nó mỏng cho mình giảm lửa nhỏ chút xíu nha. Rồi mời tất cả mọi người theo dõi, vô con máy này mà quý khách hàng không mua là quá uổng không, về chất lượng mối hàng cũng như về cách điều chỉnh của nó thì coi như là vừa nó rẻ bằng như một con máy mà nhân dân Việt Nam nó bán mít 5 kg không nó đã bán 7.3 triệu rồi, trong khi đó đây là có con lách ma nằm trong luôn mà bán có 6.500.000 đó. Khách hàng thấy cái đường hàng hàng trên cái miếng sắt V mà mỏng lét mà kéo rất là ngọt ngào, quý khách hàng thấy không, đó là sự rực rỡ lòng em của nó. Ghê không? Bây giờ mình sẽ hàng một miếng nữa, nãy mình còn miếng đường thẳng vô này nè, để mình lấy qua mình hàng cho mọi người coi. Nãy mình mới cắt lách ma ra, rực rỡ lòng em cho mọi người coi nè. Đây nè, nãy mình mới cắt ra nè, nãy nó nằm đây phải đây đó. Nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ đẩy mình hàng cái góc trên này, hàng cái góc này cho mọi người coi đi, cho nó rực rỡ lòng em một đường này, khoái hàng góc lắm nè, bon nó nha, mời tất cả mọi người theo dõi nè, vô bon ngọt miên man, quý thằng thấy không, đây là đang có độ hở nhiều lắm nha, gần 6 ly lần nha quý thằng, nhìn kỹ cái đường này nha, chứ không phải là ghép sát nha, cho nên là cái này mình phải hàng phải khéo nha quý thằng, không thôi nó sẽ đâm cuồng dây qua bên kia đó. Rồi bây giờ mời mọi người theo dõi nè, nãy giờ mình đã thực hiện rất là nhiều những cái tính năng của hàng mít ở trên con máy NBC288 này rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành hàng một đường gốc này nữa, rồi mình sẽ qua hàng không dùng khí nha quý thằng nha, vô. Cái nào thấy mình hàng không dùng khí mình khỏi đội nón luôn, cái nào thấy ghê không đó, một đường ha. Rồi bây giờ mình sẽ hàng ngược từ bên này qua cho tất cả quý khách hàng coi, rất là rực rỡ luôn em, hàng một tay tại chỗ này hết chỗ tay tì rồi, vô cái tiếng là thấy đã ghiền. Bây giờ mình sẽ còn thêm một cái chức năng không dùng khí nữa mà thôi. Thì có dùng khí mình đã dám kéo cuồng dây 15 kg rồi, khách hàng biết rồi đó. Thì bây giờ đây là con máy này mình đang gắn cuồng dây là 5 kg không dùng khí nè, khách hàng coi nè ha. 5 kg không dùng khí. Và bây giờ mình cũng sẽ cắm điện em nó và mình mượn kẹp mát bên này qua nha. Mượn kẹp mát qua. Đây. À mình đang gắn lộn cái chỗ này nhôm rồi. Đây, thôi giờ mình hàng nhôm luôn. Bên này mới là không dùng khí nè, mới nè. Thôi mình làm cái nhôm trước đi rồi qua không dùng khí sau nha. Đây là không dùng khí.
Nè, đây là bên này dây nhôm 5356. Rồi bây giờ hàng nhôm có dùng khí là khí gạt gông bảo vệ, thì cái kẹp mát mình cũng phải gắn vô dấu trừ. Rồi mọi người nhìn phía sau đít máy mình đang gắn cái đường khí gạt gông nó đang vô rồi đó. Và bây giờ mình mở chai khí gạt gông ra. Mọi người coi nè, đường khí gạt gông mình đang gắn phía sau nha. Và bây giờ mình sẽ mượn cái ổ điện qua trở lại để mình sẽ tiến hành cắm điện vô ngay chỗ cái máy đó hàng nhôm, xong mình qua hàng sắt không dùng khí liền. Rồi mình cắm luôn hai cái máy không dùng khí luôn cho rồi. Đây là không dùng khí để đây. Rồi bên này là hàng nhôm đang để đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện nguồn của nó vô luôn. Rồi tiến hành hàng liền cho tất cả mọi người coi nha. Đây là hàng nhôm nè, đây là không dùng khí nè. Rồi tiến hành là hàng nhôm trước. Là dây nhôm cũng đã lắp rồi, bóp cò cho nó chạy ra miên man cho mọi người coi. Mọi người nhìn lên phía đây nè, mình muốn hàng nhôm là mình phải chỉnh chỗ này. Hồi nãy đó mình lúc review đầu video á, đây là cắt lách ma nè, qua đây là hàng que nè, qua đây là lip tích nè, qua đây là hàng có khí CO2 bảo vệ nè, qua đây là hàng nhôm nè, là máy nó tự lập trình cho mình luôn. Bây giờ mình xe lên đây nè, bóp cò cho dây nhôm ra nè, khí cũng đã ra rồi nè, các bạn thấy không, chạy miên man ra nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiến hành hàng nhôm liền cho tất cả quý khách hàng coi nha. Mình sẽ chỉnh lên tầm 215 ampere, mình sẽ hàng một cái miếng nhôm mà nãy mình cắt ra làm đông cho quý khách hàng coi nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bon. Mời mọi người theo dõi nha. Bon nha. Vô. Rồi. Bon đây. Bon thêm bên này miếng nữa. Vô. Rồi. Mình sẽ lật qua mặt bên này. Mình đẩy một đường miên man thật là đẹp cho tất cả quý khách hàng coi. Rất là rực rỡ lòng em tại chỗ này. Bây giờ để cho nó ngon lành thì mình phải đổi nón, chứ nếu không mình sẽ đu con mắt mình luôn á. Hàng nhôm nó khó chịu lắm. Vô, mời tất cả quý khách hàng theo dõi nha. Vô nè, mình sẽ tiến hành hàng nhôm. Ngồi đâu để thấy được con dây nhôm nó chạy ta, ngồi đây đi. Đây. Quý khách hàng coi nha, mình hàng nhôm để thấy con dây nhôm chạy để nó gian dối mập mờ mình không thích đâu. Rồi, mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Vô. Quá rực rỡ lòng em, quý khách hàng thấy không? Một con máy 6.500.000 mà nhôm nhót gì nó là hàng cũng quá êm đúng không? Quý khách hàng thấy không? Quá êm đúng không? Quá rực rỡ lòng em. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy một đường nữa cho mọi người coi cho nó đỡ ghiền cái nha. Đây mình ghép với thằng này đi, mình lụm cái thằng này. Mới hàng xong mà tay nóng nóng liền thiết xe trưởng ha. Bây giờ mình sẽ chơi mình ghép vô với cái này đi. Mình sẽ bon nó cho tất cả mọi người coi liền. Ghép lại nha. Nói hai này lại, mời tất cả mọi người theo dõi. Vô, bon. Bon. Rồi bây giờ im rồi, im ái rồi. Giờ mình sẽ hàng đường này cho tất cả quý hàng coi nha. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô. Rồi một cái chức năng cuối cùng nữa đó, hàng nhôm là mình đã thực hiện xong rồi, ai cũng thấy rồi. Bây giờ còn một chức năng cuối cùng nữa, mình di chuyển nhẹ nhàng qua con máy này nha, mọi người chú ý nha. Rồi bây giờ mình sẽ mượn cái kẹp mát mình gắn vào bên này, tại vì hàng không dùng khí thì kẹp mát nó lại nằm ở dấu cộng, quý hàng nhớ không? Dấu cộng là nằm ngoài, gắn vô đây. Cái súng lúc này sẽ mang dấu trừ. Rồi mà hồi nãy đầu video á, mình có lấy một cái khúc sắt là 12 ly, quý hàng nhớ không? Bây giờ mình sẽ lụm nó vô, tay liền thiết xa trưởng rồi cho nên cầm vô luôn. Rồi chơi nó luôn nè. Chia lại 175 ampere để mình hàng miếng 10 ly 12 ly này. Rồi 175. Xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành bon cho mọi người coi nha, để mình thấy rõ ràng là
cái cùng dây không dùng khí em nó đang chạy miên man. Mời tất cả mọi người theo dõi bon nha. Rất là êm ha, bon. Rồi bây giờ hàng không dùng khí thì mình không chơi cái chụp khí này, không cần, bỏ ra, để tại chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng không dùng khí liền cho tất cả quý khách hàng coi. Mời tất cả mọi người theo dõi. Vô! Đó, quý hàng thấy không má, mình đã thực hiện xong đường hàng không dùng khí rồi. Quá ghiền, quá rực rỡ lòng em. Không còn gì để nói nữa hết đó quý hàng ha. Rồi, nó rất là tuyệt vời. Còn một tính năng thứ tư nữa thì thôi mình cũng sẽ không có tiếc nuối để làm gì. Mình sẽ chuẩn bị ra hàng cho mọi người coi luôn cho rồi. Nhưng mà trước khi hàng mình sẽ chà cái này ra cho mọi người coi cái đường hàng nó đẹp lóng lánh cỡ nào. Hai quý hàng ha, rất là rực rỡ lòng em. Đây là đường hàng không dùng khí. Hồi nãy mình còn miếng sắt kia nữa để mình hàng que luôn cho mọi người coi ở chức năng thứ tư của em nó luôn đây. Thấy rất nhẹ nhàng tình cảm, các bạn thấy không? Tay mình đẩy lướt qua nè, lướt qua nè, lướt qua, lướt qua. Quá rực rỡ lòng em. Một con máy giá rẻ mà chất lượng món hàng rất là tuyệt vời. Không có xỉ sọt gì hết. Đúng không quý hàng ha? Nói lại rồi, cắt 12 ly ra xong nói lại 12 ly. Rồi, một chức năng cuối cùng nữa thì thôi lỡ rồi làm luôn. Bây giờ mình sẽ, con nào đang trái đèn? Con này là đang gắn dây nhôm thì cái mình mượn cái kẹp mát nè, mình nhắc lại lần nữa để dễ nhớ nha. Hồi nãy là kẹp mát nằm bên dấu trừ nè, lý do là hàng có khí ạc công bảo vệ thì bây giờ mình lấy kẹp mát mình gắn vô dấu trừ. Đây là cây súng hàng mít nó mang dấu cộng, mình gỡ nó ra đi. Rồi, mình sẽ lấy cái kìm hàng que, mình sẽ gắn vô dấu cộng liền cho tất cả quý khách hàng coi. Rồi mình quất một cây que 3 ly 2 cho mọi người coi, gắn kìm hàng que vô dấu cộng đây. Mời mọi người theo dõi nha. Rồi xong. Đây là kìm hàng que. Và chúng ta nhìn lên cái panel của máy hàng, nhấn nhẹ nhàng 1, 2, 3. Hàng que. Đây là lát ma. Nhấn qua đây cái hàng que nằm đây. Rồi dê về 165 7 đi. Rồi mình sẽ tiến hành hàng que liền cho tất cả quý khách hàng coi. Hàng que của em đó nha. Quất một phát ăn ngay. Mời tất cả mọi người theo dõi nha. Vô. Đây là chức năng hàng que của NBC 288 đời năm 2024. Dòng này mình về cũng trước Tết nguyên âm lịch á. Bây giờ mới hụt hàng mới về trở lại đó nè. Đốt cái độ 3 ly 2 miên man nữa thằng thấy không? Rồi, đó, đây là tính năng cuối cùng, tính năng hàng que. Mình đã thực hiện xong để cho quý khách hàng tham khảo rất rõ, ha. Rất là dễ thương. Một cái máy giá 6.500.000 nó đủ kiểu hết rồi. Hàng que nè, ha. Hàng mít nè. Rồi còn cắt lát ma nó mới chịu chứ. Đây. Rồi hàng được cả thằng có khí nữa. Rồi hàng nhôm nữa nè. Rồi xong rồi. Giá 6.500.000 nha quý khách hàng nha mọi người. Thương mến, nhớ gọi ba số điện thoại ở phía dưới màn hình để đặt hàng nha. Bây giờ mình dừng video tại đây. Chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật đẹp và thật an bình.